thân đẳng đờ giá thân hiền tỳ kheo tỳ kheo ni ơ ba tăng ơ ba di thân nghĩ về thuê pháp mừng về trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đẳng đồ giam thân hiền vô nữ thân nghĩ về thuê pháp mừng về đồng nam đồng nữ thân đẳng đồ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nghĩ về thuê pháp mừng về thiên long gia xoa càng tăng bằng a tu la ca lô la khấn na la ma ho la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ gia thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng nhi chấp kim cang thần đẳng đồ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp hồ tận ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ toa chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tha từ bồ uy cách nàng chi trong năng thế vô uy thì cố thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thế vô uy dạng cô tần ê bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cung dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tăng thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh lần như thời phàm ca quan thế âm bồ tát đương mừng thư bồ tát ý bồ tát cầm từ chúng thiên long già xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vế nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vì nhân đẳng thọ kỳ anh làm phần ta nhị phần nhân phần phong thanh ca mô ni phần nhờ phần phong đa ba phần tha vô tần y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị tài bồ tát nghe bồ tát di kệ vân vi thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh bí quán thế âm cụ tung diệu tướng tôn cự tam bồ tát như thính quang âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thâm như ái linh kim bấn tư nghị thị đa thiên ứng phân phan đại thanh tịnh nguyện ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài thôi làng đại hoa canh niệm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận xa thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bế quan âm lần bất năng tồn những mau hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bế quan âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bế quan âm lần cao tầm đoan đoan hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bí quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian niềm bí quan âm lờ hoàng trước bọn như hoàng ngộ ăn là xá đồng long chư quỷ đằng niềm bí quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vì nhiều lời nhà trao tha bôn niềm bị quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bị quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển
Giang bà chùa đại bo niệm bê quán âm lớn thời đàn kêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần quan cụ trí vương tiền thăm phương chư quan đồ bó xá băng hiền thân chúng chúng chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền chương quán thân tình quán đại trí huệ quán bi quán cảnh từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phù minh chiếu thế gian vì thế giới loài chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt rư phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng